Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 2. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở phân khúc Mazda 2 này thì là toàn là nhập khẩu thôi quý bạn ạ. Và nó có những phiên bản ví như phiên bản Deluxe và phiên bản Luxury. Chiếc xe này thì là ở cái phiên bản Luxury rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2019, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 5.200.000 km rồi. 5.200.000 này chúng tôi cam kết với quý bạn là đồng hồ chuẩn nhé. Chúng tôi mua của người quen, nguồn gốc rõ ràng, cho nên là đồng hồ chúng tôi có thể đứng ra cam kết với quý vị bạn là đồng hồ chuẩn không thua 5.200.000 km. Và nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe đã được chủ xe độ cái mặt ca lăng này, quý bạn có thể yên tâm luôn nhá. Vừa rồi đăng kiểm cũng không vấn đề gì. Và nếu như quý bạn nào mà không thích cái mặt ca lăng này thì là vẫn lắp lại cái mặt ca lăng nguyên bản của xe, tôi đang để ở cái cốp sau đây quý bạn nhá. Lát nữa tôi cho quý bạn xem. Nếu như quý bạn nào thích về nguyên bản, đây là cái mặt ca lăng độ nhá. Mặt ca lăng nguyên bản còn mới tinh trong xe, độ từ lúc vừa mới mua xong quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì tất cả là nó còn nguyên bản này. Với 5.200.000 km là còn nguyên bản từ dàn lốp này, cả dàn lốp này là đều nguyên bản hết nhá. Đét lốp là 2019 và còn rất dày, rất là mới luôn quý bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản luôn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi các bạn nhé. Quý vị và các bạn đừng so sánh giá ở trên mạng các bạn nhé. Giá ở trên mạng rất là nhiều, xe có thể chạy nhiều rồi này. Và cũng có thể là ở cái phiên bản Deluxe các bạn nhé. Phiên bản Deluxe thì rất là rẻ, kể cả giá mới bây giờ. Giá mới của chiếc xe Mazda 2 này phiên bản Deluxe chỉ có 415 triệu đồng thôi. Nhưng cái phiên bản Luxury này thì giá là 490 triệu đồng chưa đăng ký. Và cái phiên bản này là phiên bản nhập khẩu các bạn nhé. Không được miễn, không được giảm thuế 50% đâu các bạn ạ. Vì xe nhập khẩu chỉ giảm 50% thuế trước bạ đối với những xe lắp ráp trong nước thôi các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu rồi. Vì vậy mà quý vị và các bạn nếu như quan tâm chiếc xe Mazda 2 2019 tên tư nhân biển Hà Nội này, thế liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda 2 nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 5 vạn 2 km. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm, với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 2 2019 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 2 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.